Ở các sa mạc trên khắp thế giới, có nhiều loại dưa hấu sa mạc khác nhau, mỗi loại có những đặc điểm và chiến lược sinh tồn riêng. Dưa hấu trong sa mạc là gì? Ở những vùng sa mạc, mọi người thường có thể nhìn thấy một số loại cây có hạt và nước. Những loại cây này được gọi là dưa hấu sa mạc. Chúng là những loài thực vật đã xoay sở để tồn tại trong sa mạc nhờ những đặc điểm thích nghi đặc biệt. Quả của chúng có xu hướng chứa hàm lượng nước cao và giàu chất dinh dưỡng, có thể cung cấp nước và năng lượng cho động vật hoang dã. Không phải loại dưa hấu sa mạc nào cũng có thể ăn được. Dưa hấu mà chúng ta ăn có vỏ mỏng, phần thịt quả bên trong thường có màu đỏ, mọng nước và ngọt, có thể ăn trực tiếp sau khi gọt vỏ. Tuy nhiên, một số loại dưa hấu sa mạc lại không thể ăn trực tiếp như dưa hấu thông thường. Ở các sa mạc trên khắp thế giới, có nhiều loại dưa hấu sa mạc khác nhau, mỗi loại có những đặc điểm và chiến lược sinh tồn riêng. Ví dụ, dưa hấu sa mạc nằm ở sa mạc Sahara của châu Phi là loại nổi tiếng nhất. Quả của loại cây này giống như quả dưa hấu, với lớp vỏ cứng bên ngoài và thịt bên trong chứa nhiều nước. Chúng có khả năng dự trữ một lượng lớn nước, cho phép chúng tồn tại trong môi trường khô cằn. Ở địa phương, người dân thường thu hái loại quả này để giải khát và bổ sung năng lượng. Các sa mạc ở miền Trung Australia cũng trồng một loại cây được gọi là dưa hấu sa mạc lá mịn. Quả của loại cây này có hình bầu, vỏ thuôn dài và có một ít hạt nhỏ. Chúng được thổ dân địa phương gọi là bongua và là một trong những món ăn truyền thống của họ. Những loại trái cây này rất giàu vitamin và khoáng chất, cung cấp các chất dinh dưỡng cần thiết cho thổ dân. Ở sa mạc, quả dưa hấu này không chỉ cung cấp thực phẩm mà còn đóng vai trò then chốt trong việc cân bằng và ổn định hệ sinh thái địa phương. Quả của chúng thu hút một số lượng lớn côn trùng và động vật nhỏ, do đó thu hút nhiều kẻ săn mồi hơn. Sự hình thành của chuỗi sinh thái này là rất quan trọng để duy trì sự cân bằng sinh thái ở các khu vực sa mạc. Kalahari Cichalus lanatus là một trong những loại dưa hấu sa mạc ít được biết đến. Chỉ gần đây nó mới nhận được sự chú ý của các nhà nghiên cứu và ngành công nghiệp mỹ phẩm nhờ vào loại dầu quý giá thu được từ hạt của nó. Trong những năm gần đây, sa mạc ở một số khu vực đang phải đối mặt với các vấn đề môi trường nghiêm trọng, đe dọa sự sống còn của một số loại dưa hấu sa mạc. Các hoạt động của con người như biến đổi khí hậu, cải tạo đất và phá rừng đã ảnh hưởng không thể đảo ngược đến các hệ sinh thái sa mạc. Do đó, việc bảo vệ và phục hồi môi trường sinh thái ở các vùng sa mạc là rất quan trọng để duy trì sự tồn tại và sinh sản của loài thực vật độc đáo này. Những mối nguy hiểm tiềm tàng. Dưa hấu trên sa mạc thường sinh trưởng trong môi trường vô cùng khắc nghiệt. Nhiệt độ ở vùng sa mạc cao, thiếu nước trầm trọng, đất cằn cỗi, khan hiếm chất dinh dưỡng. Những yếu tố này sẽ khiến cây dưa hấu phát triển thiếu dinh dưỡng, không chỉ hương vị của quả kém mà còn có thể chứa một lượng lớn chất gây ô nhiễm đất và các nguyên tố độc hại. Những chất gây ô nhiễm và các yếu tố độc hại này có thể gây hại nghiêm trọng cho cơ thể con người sau khi tiêu thụ. Dưa hấu trong sa mạc thường thiếu độ ẩm. Là loại trái cây mọng nước, chúng cần nhiều nước để phát triển và chín. Tuy nhiên, trong môi trường sa mạc, nước rất khan hiếm, dẫn đến độ ẩm bên trong quả, dưa hấu rất hạn chế và kết cấu khô. Ngoài ra, loại dưa hấu này có mùi vị khó chịu và có thể gây ra các triệu chứng mất nước, gây khó chịu cho cơ thể khi ăn nhiều. Dưa Kalahari còn được gọi là Chama thuộc họ Cucurbitaceae. Nó thích nghi cao để sống sót qua hạn hán và ánh sáng khắc nghiệt của môi trường sa mạc. Mặc dù được tìm thấy trên khắp Nam Phi, nhưng nó có liên quan chặt chẽ nhất với các Kalahari của Namibia, Botswana, Tây Nam Zambia và Tây Zimbabwe. Thân cây dài khoảng 3 mét, lá xòe rộng, hoa có màu vàng bên ngoài và màu xanh lục bên trong. Dưa hấu trên sa mạc còn có nguy cơ bị rắn độc, bọ cạp và các loài động vật nguy hiểm khác cắn. Vì sa mạc là nơi sinh sống của những loài động vật này nên chúng thường di chuyển trên quả dưa hấu. Nếu chẳng may ăn phải trái bị rắn độc, bò cạp cắn có thể gây ngộ độc hoặc nhiều hậu quả nghiêm trọng khác. Dưa hấu sa mạc cũng có nguy cơ bị nhầm với các loài thực vật sa mạc độc hại khác. Có nhiều loại thực vật độc trong sa mạc, chúng thường trông giống như dưa hấu và có thể khó xác định. Nếu ăn nhầm những loại cây có độc này, có thể gây ra các triệu chứng ngộ độc, thậm chí nguy hiểm đến tính mạng trong những trường hợp nghiêm trọng. Cichalus lanatus tạo ra một loại trái cây, bên ngoài giống với dưa hấu của chúng ta, bên trong lớp cùi màu xanh nhạt xốp được tạo thành từ hơn 90% là nước. Đường kính của quả dao động từ 6 đến 20cm. Hạt Cichalus lanatus có màu nâu sẫm, gần như đen. Chúng có chiều dài từ 6 đến 12mm. Chúng được tạo thành từ khoảng 35% protein, 50% dầu và 5% chất xơ. Vai trò và giá trị của dưa hấu sa mạc trong cuộc sống của người dân địa phương.
Dưa hấu trên sa mạc là một trong những nguồn thực phẩm quan trọng của người dân địa phương. Do khan hiếm nước ở sa mạc nên không thể tiến hành canh tác nông nghiệp truyền thống. Trong bối cảnh đó, loài cây này có thể cung cấp cho cư dân một nguồn thực phẩm quý giá. Dưa hấu ở sa mạc chứa đầy chất dinh dưỡng. Nó rất giàu vitamin C, vitamin A, cellulose, giúp duy trì sức khỏe tốt và tăng cường khả năng miễn dịch, là nguồn bổ sung dinh dưỡng quý giá cho những người sống trong môi trường khắc nghiệt. Dưa hấu trên sa mạc có giá trị xã hội quan trọng trong cuộc sống của người dân địa phương. Cư dân trong sa mạc tương đối rải rác và sống trong những ngôi làng nhỏ, tương đối biệt lập. Hàng năm vào mùa dưa hấu, cư dân sẽ tụ họp lại với nhau để ăn mừng thời khắc thu hoạch này. Trong sự cằn cỗi của sa mạc, người ta sẽ phải chờ đợi vài tháng, thậm chí lâu hơn để có thể thu hoạch được những quả dưa hấu đặc biệt này. Dưa Kalahari đại diện cho nguồn nước quý giá cho cả người Bushman và động vật của sa mạc Kalahari. Năm 1850, nhà thám hiểm nổi tiếng David Livingstone đã mô tả loài này là loài nổi bật nhất của sa mạc Nam Phi. Loại cây này được biết là đã được trồng ở thung lũng sông Nin vào đầu năm 2000 trước công nguyên. Dưa hấu đã trở thành một phương tiện truyền thông xã hội quan trọng bằng cách chia sẻ dưa hấu họ trồng, trao đổi kinh nghiệm chăn nuôi và giúp đỡ lẫn nhau, mọi người đã nâng cao tình hữu nghị và hợp tác. Trong một môi trường cằn cỗi như vậy, dưa hấu đã trở thành sợi dây gắn kết mọi người với nhau, và nó đóng một vai trò vô cùng quan trọng trong đời sống xã hội của người dân địa phương. Dưa hấu trong sa mạc cũng có giá trị kế thừa văn hóa. Tại một số khu vực, cư dân đã truyền lại kỹ thuật trồng dưa hấu từ đời này sang đời khác, hình thành nên những phương thức trồng và quản lý độc đáo. Truyền thống này không chỉ là niềm tự hào của người dân địa phương mà còn là biểu tượng cho sự bền bỉ và hy vọng của họ về cuộc sống sa mạc. Trong sự phát triển của khoa học kỹ thuật nông nghiệp đương đại, mặc dù phương thức truyền thống này có thể đang dần bị loại bỏ, nhưng nó vẫn lưu giữ những ý nghĩa văn hóa sâu sắc, thể hiện sự bền bỉ của con người trong cuộc sống khó khăn và hy vọng vào tương lai. Theo Soha, cảm ơn các bạn đã xem bản tin.